Xin chào mọi người, hôm nay mọi người cùng mình tìm hiểu xem công việc xây nhà trọn gói là bao gồm những gì. 1. Xây nhà trọn gói bao gồm phần thô và nhân công hoàn thiện. Hình thức này bao gồm phần thô và nhân công hoàn thiện, nhà thầu sẽ lo vật tư, xi măng, khắt đá, gạch, thép, thịt, bê tông và cung cấp phần nhân công thô. Phần hoàn thiện bao gồm nhân công thực hiện các công việc như ốp lát, gạch sơn, nước và lắp đặt các hệ thống như điện, vệ sinh, gia chủ sẽ tự mua và tư hoàn thiện theo sở thích của mình. 2. Xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay. Với dịch vụ chìa khóa cọc tay, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn từ thiết kế, thi công phần thô đến lắp đặt nội thất và hệ thống điện nước. Sau khi bàn giao, gia chủ chỉ cần nhận chìa khóa và có thể dọn vào ở ngay mà không cần lo lắng bất kỳ công việc nào khác. Xây nhà trọn gói bao gồm những gì? 1. Khảo sát tư vấn xây dựng. Sau khi nhận thông tin từ khách hàng, nhà thầu sẽ gửi kỹ sư đến để khảo sát chi tiết công trình. Quá trình khảo sát nhằm thu thập thông tin chi tiết về mặt bằng, địa chất và các yếu tố khác liên quan. Đồng thời, nhà thầu sẽ trao đổi với gia chủ để thống nhất về các yêu cầu cụ thể đến phương án xây nhà. 2. Là thiết kế sơ bộ. Dựa trên thông tin thu thập, nhà thầu sẽ tiến hành thiết kế sơ bộ, bản vẽ sơ bộ cần thể hiện rõ vị trí, sơ đồ mặt bằng công trình cùng ý tưởng thiết kế kiến trúc để gia chủ có cái nhìn ban đầu về ngôi nhà của mình. 3. Là xin giấy phép xây dựng nhà. Xin giấy phép xây dựng là bước quan trọng để đảm bảo công trình được thực hiện hợp pháp và tránh tranh chấp về sau. Nhà thầu sẽ thực hiện thủ tục để giúp gia chủ. Các giấy tờ sẽ được cung cấp bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ thiết kế và các hồ sơ liên quan. 4. Là lập hồ sơ thiết kế kiến trúc và thiết kế thi công. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các phối cảnh 3D. Sau khi thống nhất thiết kế, nhà thầu sẽ triển khai bản vẽ thi công chi tiết bao gồm hệ thống kết cấu, điện, nước và bóng viễn thông. 5. Là lập dự toán và báo giá thi công. Dựa trên bản vẽ thiết kế, nhà thầu sẽ lập bảng dự toán chi phí bao gồm vật liệu xây dựng, nhân công, máy móc và chi phí quản lý. Điều này giúp gia chủ có cái nhìn tổng quan về chi phí xây dựng và dễ dàng theo dõi tiến độ thi công. Mọi người có ý kiến gì thì hãy để lại comment bên dưới. Nếu có nhu cầu tìm hiểu về xây nhà trọn gói, hãy liên hệ với mình Hoàng Nam của SC để được tư vấn miễn phí số điện thoại 0989 401 061.